Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top KVN. Hôm nay là ngày 16 tháng 11 năm 2024. Đâu đó còn khoảng tầm 14 ngày nữa thôi là kết thúc tháng 11. Kết thúc tháng cuối cùng của ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ dành cho xe sản xuất nắp ráp trong nước. Trong đó có chiếc xe trước mắt quý vị các bạn đây. Đây là mẫu xe bán tải có doanh số bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam, chiếc xe Ford Ranger. 2 tuần cuối cùng của giảm 50% lệ phí trước bạ dành cho Ranger. Và cái việc mà giảm lệ phí trước bạ của Ranger là chúng ta cũng đang tiết kiệm được số tiền đâu đó từ 25 đến 35 triệu đồng tùy từng phiên bản anh chị ạ. Ranger vốn dĩ đã là một chiếc xe có doanh số tốt nhất ở trong phân khúc bán tải khi mà đang cạnh tranh với cả Toyota Hilux, đang cạnh tranh với cả Mitsubishi Triton. Dòng xe Ranger này thì video này mình sẽ cập nhật về 3 phiên bản cơ bản để anh chị chúng ta xem xét cân đối tài chính trong nửa cuối còn lại của cái tháng 11 này, cụ thể chi tiết từng phiên bản như thế nào. Mình xin phép cập nhật nhanh luôn. Đầu tiên là chiếc xe Ford Ranger phiên bản ăn khách bậc nhất, bản XLS một cầu. Đây là một cái phiên bản với mức giá niêm yết đề xuất là 707 triệu đồng. Thời điểm trước thì đâu đó là giảm 25 triệu, nhưng tại thời điểm mình cập nhật video này, giảm 31 triệu dành cho quý vị các bạn. Giá xe còn lại là 676 triệu đồng. Ranger XLS bản một cầu này lăn bánh ở tỉnh với điều kiện đăng ký ở trong tháng 11 dương lịch này sẽ là 700 triệu. Ở Hà Nội là 705 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 701 triệu đồng. Ở tỉnh là 700, ở Hà Nội là 705 và thành phố Hồ Chí Minh là 701 theo phương án mà chúng ta lấy trả thẳng. Nếu như mà lấy trả góp của Ranger XLS một cầu này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 160 triệu. Ở Hà Nội là 165 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 161 triệu đồng. Ở tỉnh là 160, ở Hà Nội là 165 và thành phố Hồ Chí Minh là 161 theo phương án mà chúng ta lấy trả góp. Việc đang được ưu đãi giảm lệ phí trước bạ của Ranger XLS một cầu này, ví dụ ở Hà Nội, cũng đang tiết kiệm được số tiền lên tới 25 triệu đồng. Đó là phiên bản ăn khách bậc nhất của dòng xe Ford Ranger. Anh chị khách hàng nào mà chúng ta có nhu cầu mua trả góp thì chúng ta cũng nên lưu ý rằng cái thời gian giảm lệ phí trước bạ của nó còn có 2 tuần thôi. Mà bình thường làm một cái bộ hồ sơ từ lúc ký hợp đồng cho đến xét duyệt hồ sơ cho đến giải ngân loanh quanh cũng khoảng hết 1 tuần. Cho nên là nếu mà xử lý thì chúng ta nên xử lý tại thời điểm này cho nó phù hợp thời gian. Tiếp theo nữa, mình cập nhật về Ranger cũng là XLS nhưng mà là phiên bản 2 cầu. Phiên bản 2 cầu thì những khách hàng nào mà chúng ta thường xuyên di chuyển trong những cung đường khó, đường đèo hay là đường phải dãy lầy, phải 2 cầu mới xử lý được thì phiên bản này nó là một cái sự lựa chọn. Với mức giá niêm yết đề xuất là 776 triệu đồng. Bản 2 cầu này đại lý sẽ giảm về tiền mặt 40 triệu đồng anh chị nhá. Giá xe còn lại là 736 triệu đồng. Với giá này lăn bánh ở tỉnh mình có nhẩm qua là 762 triệu. Ở Hà Nội là 767 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 763 triệu đồng. Ở tỉnh là 762, ở Hà Nội là 767 và thành phố Hồ Chí Minh là 763. Nếu như mà lấy trả góp của XLS 2 cầu này thì đâu đó ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 173 triệu. Ở Hà Nội là 178 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 174 triệu đồng. Ở tỉnh là 173, ở Hà Nội là 178 và thành phố Hồ Chí Minh là 174 theo phương án mà chúng ta lấy trả góp. Sang phiên bản thứ 3 mình cập nhật đó là Ford Ranger bản Wayjack. Ranger Wayjack là một phiên bản đang có chương trình khuyến mại giảm giá sâu nhất với mức giá niêm yết đề xuất là 979 triệu đồng. Đại lý sẽ giảm về tiền mặt 80 triệu đồng tiền mặt. Với bản này thì 979 trừ 80 còn 899 triệu. Lăn bánh ở tỉnh của nó là 931 triệu đồng. Ở Hà Nội là 957 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 932 triệu đồng. Ở tỉnh là 931, ở Hà Nội là 957 và thành phố Hồ Chí Minh là 932 theo phương án mà chúng ta lấy trả thẳng. Ranger bản Wayjack này, việc mà đang được giảm lệ phí trước bạ cũng giúp chúng ta tiết kiệm được số tiền thêm lên tới 35 triệu đồng. Và đương nhiên với điều kiện là phải đăng ký ở trong tháng 11 dương lịch này. Và bản này nếu như có nhu cầu mua trả góp thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 212 triệu. Ở Hà Nội là 218 triệu và thành phố Hồ Chí Minh 213 triệu đồng. Tỉnh là 212, ở Hà Nội là 218 và thành phố Hồ Chí Minh là 213 theo phương án mà chúng ta lấy trả góp. Như vậy là chúng ta có thể nhận thấy rằng hầu như là tất cả cái mức giá lăn bánh nó đều thấp hơn cái mức giá niêm yết, đúng không ạ? Có nghĩa rằng đang ưu đãi là hơn 100% lệ phí trước bạ
tổng ưu đãi kép cho cái dòng xe Ford Ranger này, vừa đại lý khuyến mại về tiền mặt, vừa đang có ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ. Vậy thì nếu anh chị chúng ta quan tâm về mẫu xe bán tải Ford Ranger trong nửa cuối còn lại của tháng cuối cùng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ này, thì hãy cứ gọi giúp mình theo cái số hotline ngay bên dưới góc trái mình ở đây. Ở miền Bắc thì nhiều quý vị các bạn hãy gọi hotline miền Bắc, thì còn ở miền Nam thì nhiều quý vị các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam.